Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Chúc anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hôm nay chúng tôi đang bán một cái mẫu xe Toyota Yaris sản xuất năm 2016. Và mẫu xe này là phiên bản cao cấp nhất. Như thời điểm đó thì các bạn có thể thấy thì có hai phiên bản, một là bản E, hai là bản G. Và đây là phiên bản cao cấp nhất. Bản cao cấp nhất thì nhìn phía trước thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở cái phần đèn pha, đèn cốt này, thì nó có một cái bóng đèn pha cốt ấy, thì nó có dạng bóng chiếu, dạng projector. Ở cái phần nẹp mạ chrome này, đây nó có cái phần nẹp mạ sáng hơn nhé. Còn ở bản E thì nó là màu đen. Còn cái phần đèn pha, đèn cốt ấy, thì được bản E thì chỉ được trang bị cái dạng bóng chóa pha thôi. Đây bơm xe này vẫn còn rất là nguyên. Đối với lại cái mẫu xe Yaris này thì rất được yêu mến bởi nhiều anh chị em. Trong đó có các chị em phụ nữ thì rất là yêu mến, bởi vì cái mẫu xe này ấy, cái dáng của nó thì nó rất là giữ dáng, và nó có một cái cảm giác so với tất cả những cái mẫu xe thuộc dòng xe hatchback ấy, thì vừa giữ dáng vừa giữ giá, và nó có cảm giác gì đó rất sang trọng. Đây là bản G của anh chị em nhé, bản G. Tất nhiên là khi mà các anh chị em mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì chắc chắn các anh chị em sẽ phải quan tâm đến 4 yếu tố: một là xe có bị tai nạn hay không, hai xe bị ngập nước hay không, ba là xe có giấy tờ an ninh an toàn đảm bảo hay không, và bốn là có bị tháo cổ máy hay không. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem một cái chi tiết như này. Để mà biết được xe có vấn đề gì bất thường không, chúng ta sẽ quan sát những cái keo chỉ. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Và nếu như anh chị em nào mà quan tâm đến xe thì chúng ta cũng sẽ quan sát được. Đây là cánh cửa trước bên lái các bạn nhé. Cánh cửa trước bên lái này. Rồi cánh cửa trước bên phải các bạn nhé. Cánh cửa sau bên lái này. Các anh chị em có thể nhìn thấy. Đấy, cánh cửa sau bên lái này. Keo chỉ thì vẫn còn rất nguyên bản các anh chị em nhé. Rồi chúng ta sẽ sang cái phần cánh cửa sau bên phải. Đây. Cánh cửa sau phải nhé. Bên phải. Tiếp nữa thì chúng ta có cái phần keo chỉ ở cửa trước. Xe thì hạn đăng kiểm vẫn còn đến tháng 5 năm 2021 nhé. Tháng 5 năm 2021. Xe thì của một chị vợ của anh tổng giám đốc của một tổng công ty nhà nước. Đi xe này các bạn có thể thấy đây, vẫn còn ghế nỉ đây, rất là nguyên bản các bạn nhé. Xe này còn rất là nguyên bản. Đấy. Trang bị đầu DVD camera lùi, cái start top vẫn được trang bị rồi đây. Cái start top được trang bị nhé. Xe thì phần đây các bạn có thể nhìn thấy đây, xe còn rất đẹp. Vô lăng lái này chưa có dấu hiệu bị mòn bất kỳ tí gì cả. Đấy, vô lăng lái vẫn còn nguyên bản nhá, còn nguyên bản. Như các bạn có thể thấy đây, xe này chúng ta đi được là đây, tên cá nhân nhá, nhập khẩu nhá, đăng ký vào tháng ngày 25 tháng 11 năm 2016, 25 tháng 11 năm 2016 các bạn nhá. Rồi các bạn có thể thấy đây, phần đằng trong xe này vẫn còn nỉ, và rất là nguyên bản. Nếu như quý anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng ấy thì hãy vui lòng gọi điện cho số hotline của chúng tôi. Xe này thì nếu như anh chị em nào mà mua cái xe nhập khẩu nhá, 2019 thì giá là 650 triệu và đăng ký là 750 triệu. Hiện tại thì cái xe này thì anh chị đang mua cái mẫu xe này thì giá nó chỉ còn là 565 triệu mà thôi, 565 triệu. Và nó có thể tiết kiệm được hơn 200 triệu so với việc các anh chị đi mua xe mới. Nếu như anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng thì hãy vui lòng ấn like cũng như subscribe kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ và được nhận được những cái video là sớm nhất. Nếu như anh chị em nào mua đăng ký kênh cũng như ấn like subscribe kênh thì chúng tôi sẽ tặng cho anh chị một cái phiếu trị giá là 10 đến 15 triệu tiền mặt hoặc là giảm giá khi các anh chị đến trực tiếp tại showroom của chúng tôi tại số 10 Thành Thái, Đức Bền, Ô Tô. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.